Xin chào, hôm nay chúng mình tiếp tục với bài các số có hai chữ số nha. Ở phần tiếp theo này, mục tiêu của bài học là giúp bạn nhận biết về số lượng, biết cách đọc, viết các số từ 50 đến 69 và biết đếm, biết nhận ra thứ tự của các số từ 50 đến 69. Bạn xem các hình ảnh sau nhé. Có 5 bó que tính. Một bó gồm một chục que, như vậy 5 bó sẽ là 50 que. Và số 50 gồm mấy chục và mấy đơn vị đây nhỉ? Bạn hãy giúp mình hoàn thành các ô trống đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục, lần này mình có 5 bó que tính và thêm 4 que tính lẻ nữa. Vậy có tất cả là bao nhiêu que tính? Tương tự như ở phần trước, bạn giúp mình hoàn thành các ô trống đi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Số 54 được đọc là 54 và cũng có thể được đọc là 54 nha. Còn khi mình đã có 6 bó que tính, sau đó xuất hiện thêm một que tính lẻ nữa. Vậy mình có tất cả là bao nhiêu que tính nhỉ? Cũng tương tự như lần trước thôi. Bạn giúp mình hoàn thành các ô trống đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục, khi mình có 6 bó que tính và thêm 8 que tính lẻ nữa, vậy thì mình có tất cả bao nhiêu que tính nhỉ? Cũng dễ thôi đúng không nào? Vậy là mình có tất cả là 68 que tính đó bạn. Và số 68 này gồm mấy chục và mấy đơn vị đây? Bạn giúp mình hoàn thành các ô trống luôn nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bài học mới đến đây là kết thúc rồi. Mình cùng chuyển sang làm các bài luyện tập thôi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.